Kính thưa cả nhà, cái câu chuyện bên ly cà phê sáng hôm nay con hầu cả nhà đó là cái câu chuyện về cái chuyện gọi là thích thể hiện. Trong cuộc đời mà chúng ta đi đâu cũng vậy, chúng ta thấy có những con người gọi là thích thể hiện. Bất cứ một cái môi trường nào cũng thích thể hiện, có những người như thế. Ngày hôm qua thì trong câu chuyện có cái chị kia chỉ bảo rằng là trong cái xứ chỉ có cái bà kia 80 tuổi rồi, bà thích sướng kinh lắm, mà cha sở không muốn. Bà sướng thì cha sở không vui vẻ, cha sở la hoài, nhưng mà vẫn cứ gọi là bám vào cái chuyện sướng kinh. Rồi nó có nghe mà kể thì cái này con mắc cười. Đầu tiên thì con cũng có vẻ là con cũng trách cha sở, thì tại sao mà la bà cụ. Thì nó như thế này, tức là tới giờ bấm chuông ra lễ rồi mà bà vẫn tiếp tục đọc dẫn công đoàn đọc kinh. Chuyện này phải nói là quá đáng. Nhưng mà cái câu chuyện con thấy nó buồn cười. Sướng kinh là cái gì đâu, không có mình thì cũng có người khác, không mở chợ cũng đông, mà mình có sống mãi để sướng kinh đâu. Và cứ nghĩ rằng là phải có mình thì cộng đoàn mới đọc kinh được. Rồi có những lúc mà đi đọc kinh tập thể, có những người ôm cái micro mà con mắc cười quá, con nói tế nhị, mình không dám góp ý sợ người ta giận. Cứ ôm cái micro đọc một mình cái loa thôi, còn người khác không có đọc được. Lẽ ra là tế nhị là phải buông cái micro ra, không có để cho cái micro nó dính vào cái giọng của mình. Nếu khi mình chỉ mở đầu thôi, kính mừng Maria hoặc là thánh lạy cha chúng con, để cho người khác đọc. Nhưng mà người ta lại thích thể hiện ở trong cộng đoàn nhỏ thôi, 5-30 người cũng vậy thôi. Và con thấy nó mắc cười quá. Thì con mới nói với cái người mà kể với con nói rằng là cái đọc kinh nó cũng đâu có là cái gì đâu mà cứ phải giành giật nhau rồi cứ phải. Mà cha sở là không ưa rồi, là mình phải có lòng tự trọng chứ. Cha sở nhỏ tuổi hơn mình mà cha sở nói mình, mắng mình như thế thì mình nghĩ chứ mắc cái mớ gì mà cứ ôm cái sướng kinh. Thì con mới nói với cái người đó, rồi sướng kinh nó là cái gì đâu. Xin lỗi mà em là linh mục đây mà em còn không dám nghĩ gì á. Em mà chết thì có người khác dâng lễ thay. Em chết thì trái đất nó vẫn xoay, nhà dòng nó vẫn xoay. Đôi khi mình chỉ là cái sướng kinh thôi. Rồi đôi khi là ca đoàn cũng vậy, hay là đọc sách cũng vậy. Đôi khi mình chỉ sống cái hình thức bên ngoài mà mình cứ nghĩ rằng là có mình thì thánh lễ nó mới thành. Thậm chí cái chuyện giúp lễ, có những người đi hành hương á, mang theo cả cái áo cho con mình để mà đi tới đó hành hương giúp lễ. Con thì đơn giản lắm, đối với con dân lễ chẳng cần giúp lễ đâu, tự mình cầm 3 cái rượu với nước với cái bánh mình làm được. Còn hát lễ có thì tốt, nâng lòng trí lên, còn không có thì đọc, vẫn có theo cái đọc lời nguyện nhập lễ, lời nguyện gọi là kết lễ đó, ca hiệp lễ đó, ca nhập lễ, ca hiệp lễ đó, có hết á. Thật sự ra hát thì đương nhiên là tốt thôi, nhưng mà đôi khi mình cứ biến cái chính thành cái phụ thành cái chính. Mình cứ tưởng mình cái giọng của mình là hay ở trong ca đoàn, mình cứ tưởng cái giọng của mình đọc sách là hay, mà đôi khi mình đọc sách mình chỉ diễn bên ngoài thôi, mình không có suy niệm lời Chúa. Đọc xong là cũng chẳng nhớ là mình đọc cái gì nữa kia, mà lúc nào cũng thích diễn hết á. Hôm qua con nghe cái chuyện mà cái bà cụ rồi mà đòi sướng kinh mà để cho cha sở mắng, mà cái lúc nào cũng dành sướng kinh mà vẫn chưa buông, thì con thấy mắc cười. Em xin chia sẻ với cộng đoàn như thế đó, thấy nó mắc cười lắm. Cuộc đời cứ sống con người ta cứ thích thể hiện không mà, thể hiện được cái gì, thể hiện được cái gì, nằm xuống nó mang theo được cái gì đâu mà thể hiện. Bản thân linh mục như con còn không dám thể hiện nữa. Mình chết có cha khác làm lễ, đừng lo. Còn này huống hồ sướng kinh có là cái gì đâu. Cái đó nó bộc lộ lên cái con người kiêu ngạo, cái tôi của họ lớn. Và đó là những cái bài học cho chúng ta đó. Chúng ta thường đem cái tôi với đem cái kiêu ngạo ra để mà xài, mang mấy cái tôi với mấy cái kiêu ngạo rồi chán lắm. Thử coi, mình không có sướng kinh thì có người khác sướng kinh, mình không có làm lễ có người khác làm. Đừng có tưởng ta đây cha ngon lắm, bây giờ nhiều cha lắm rồi, nhiều khi là dư cha nữa. Thôi, một cái câu chuyện chia sẻ bên ly cà phê đó cho chúng ta nghe đó, chúng ta nhớ. Đôi khi chúng ta cũng tự cao tự đại trong cái cộng đoàn, trong cái hội đoàn, trong cái ca đoàn của mình. Mình tưởng mình hay lắm là thật sự cũng không hay đâu. Thử chết coi, có người khác hay liền à. Mà có nhiều khi người ta hát còn hay hơn mình nữa, nhiều khi người ta đọc sách còn hay hơn mình nữa. Mình cứ khư mà tham quyền cố vị, mình cứ tưởng mình ngon lắm. Đọc kinh chưa chắc mình cũng đọc hay hơn người ta đâu, người ta chưa thèm tung đó thôi. Đôi khi mình cứ tự cao tự đại rồi mình chết trong cái sĩ diện của mình. Còn người ta không chết vì nghèo vì đói đâu, mà đa số chết vì sĩ diện. Thôi, cái câu chuyện cà phê sáng hôm nay kể như vậy, rồi mai mốt có chuyện cà phê sáng kể tiếp cho bà con nghe ha.